Thưa quý vị, từ trước đến nay khi nhắc đến những vụ bạo hành gia đình, người ta thường nghĩ nạn nhân là người phụ nữ, rất ít khi phái mạnh là nạn nhân. Tuy nhiên, theo một nhà lập pháp vừa mới bị sa thải ở Malaysia, đàn ông cũng bị ngược đãi, bị bạo hành trong trường hợp người vợ từ chối quan hệ. Chính trị gia 58 tuổi Semohammad Zulifly Rusot đến từ Terengganu trong một phiên họp về luật chống bạo lực gia đình của Quốc hội Malaysia đã khiến dư luận dậy sóng khi nêu ý kiến rằng dù đàn ông về thể chất khỏe mạnh hơn phụ nữ nhưng vẫn có những trường hợp phụ nữ có thể làm tổn thương hay ngược đãi chồng theo những cách cực đoan. Theo chính trị gia này, khi phụ nữ từ chối quan hệ với chồng, tức là đã ngược đãi cảm xúc của chồng và xúc phạm chồng, và sự ngược đãi này có thể xếp vào dạng ngược đãi về tâm lý. Cũng tại cuộc thảo luận, chính trị gia nói trên cũng nói rằng việc từ chối và cho phép một người đàn ông theo đạo Hồi lấy hai vợ cũng là một dạng ngược đãi. Được biết, tại Malaysia, một người đàn ông theo đạo Hồi có thể kết hôn tối đa với bốn người phụ nữ, miễn là họ nhận được sự đồng thuận của tòa án Sharia. Những lời phát biểu nói trên của chính trị gia Chen ngay lập tức gây dậy sóng dư luận.